Ôi, tôi Quy Tơ Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi Lăng Bà, nơi một nơi rất là hẻo lánh. Đây là trên núi. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào bên trong nơi Lăng Bà này. Cô Chính Linh Thiền. Rồi, để tiếp tục cái buổi trưa thì tôi sẽ tiến vào bên trong. Hiện tại thì ở đây trời đang cũng rất êm. Theo như mấy bữa thì tôi đang vào thì nổi gió lên và hôm nay trời rất là êm này. Đó. Hiện tại thì phía ngoài không có gió. Gió sờ sờ thôi. Rồi thì tôi sẽ tiến vào bên trong tại này. Thì nơi này rất là vắng vẻ, rất là vắng, và ở đây khu này thì rất là xe dông. Thì tôi sẽ tiến vào bên trong này nữa. Thì bữa giờ tôi chưa xuống đây. Ở đây thì cũng có cái bậc thang này, bậc thang để đi xuống. Rồi, thì tôi sẽ tiến vào bên trong để đặt đồ và lên hương. Tiếp theo ta lại. Ở phía sau đây là động vách núi rồi. Bông này héo hết rồi, tôi sẽ bỏ thôi. Thì ngày qua là qua 81-27. Thì ở đây nó về đảo rồi. Và để tiếp tục ở nơi này, tôi sẽ lên hương tại này. Đó, buổi trưa nơi này. Hiện tại trời đang rất là êm. Và một tí nữa thì có hiện tượng gì xảy ra hay không? Rồi, để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng có chút sinh lễ thôi. Tại nơi Lăng Bà, cô Chính đã gửi đến này.
Ở trong xe máy chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký của Tơ Quy Đại Lộc tại nơi lăng bè này. Rồi thì ngày hôm nay tiếp tục để cầu khẩn may mắn tiền tài cũng như đem đến điều tốt lành tại nơi lăng bè này. Thì hôm nay cũng có xin lễ thôi, chúc xin lễ thì tiền vàng bạc này để tại lễ cũng như nhỏ nhỏ. Rồi thì hôm nay có chính lễ nhỏ nhỏ thôi. Để chúc đồ này thì tôi sẽ lên hương. Đó. Hôm nay là trời rất là êm luôn. Không có gió nổi tại nơi này. Rồi thì tôi sẽ lên hương đó để khấn vái đem đến tài lộc may mắn cũng như tiền tài vật chất. Thì mấy hôm trước thì đi đến đây cô chín điều nhập xác ứng ốc luôn, và ngày hôm nay thì tôi sẽ khẩn cầu như thế nào để linh thiêng đem đến tài lộc may mắn tiền tài. Thì ở chỗ đây ngày hôm qua buổi đêm thì rất là gió và mưa rất là to, cơn mưa đổ đầu nguồn tại nơi này. Rồi thì để tiếp tục ngày hôm nay tôi cũng có chút xin lễ tại nơi này buổi trưa. Đó, đây là buổi trưa rất là nắng luôn, để khấn cầu ngày hôm nay tại nơi lăng bè này và cũng như đem đến tiền tài tập bình được tiêu tiêu may mắn trong cuộc sống, làm ăn được phát đạt và đem đến tài lộc rực rỡ thì cô chính hiển linh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ cô 9, cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô Dư, Hạ Đào, cô Bạch, Đáo Đàn, Hương Diên, Minh Châu, Bảo Hộ, Tỉnh Khẩu, Thần Chú, Thị Tỉnh Cao Dương, Vận Hậu, Quyền Thư, Thiên Hậu Thổ, Dạng Phước, Phu Nhơn, Đạo Lương Bang, Tỉnh Thề, Nguyễn Thị Túc, Cập Tụng Bồ Hà, Ngũ Phương Tưởng, Thướng Ngũ Phương, Đất Đai, Ngũ Phương Thổ Thạch, Tải Thanh Long, Hữu Bạch Thổ, Viện Châu Tước, Hạ Viện Giả Cô, Tần Đà Xe,
nào báo giam bốn chủ đồng chiếu giám. Nam mô phóng thỉnh cô chính linh thiêng phù hộ độ tri và điểm đến may mắn tiền tài lộc rực rỡ, cũng như tật bệnh được tiêu trừ may mắn trong cuộc sống. Nhờ cô chính hiển linh, nam mô phóng thỉnh nhờ thủy sông hà lai đằng điện ấn lai thi mộc hà bá dịch đại dương vua thủy đại dương mộc triều đại dương hà xe thị phú ở đây. Thì ngày hôm nay có xin lễ như nhỏ thôi, thì có tiền vàng bạc bánh tái nhờ cô chính phù hộ độ trì và điểm đến may mắn tiền tài lộc lực lỡ, cũng như sự làm ăn may mắn tật bệnh được tiêu trừ, thì cô chính hiển linh phù hộ độ trì cho ngày hôm nay. Đó. Thì trứng gà này sẽ đứng lên. Đó. Thì cô chính cho đứng lên sẽ thành hiện thực ngày hôm nay buổi trưa này. Thì để tiếp tục thì tôi sẽ xin kêu tại này. Thì cô chính có linh thiêng để cho dựng đứng lên sẽ thành hiện thực ngày hôm nay, đem đến may mắn tiền tài lẫn tật bệnh được tiêu trừ và cũng như làm ăn. Đầu tiên thì tiếp tục là ngẫu nhiên tại này, thì bất cứ con số nào sẽ đứng lên cũng như sẽ thành hiện thực, và cô chính đã ngự và cũng như đã chứng giác. Số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bắt đầu trong ý cáo của ông này. Kiều ý. Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt. Nhờ cô chính hiển linh và linh thiêng. 22, 22, ở mây trời rất là êm. 23, 24, 25, 26 và 27. Hai mươi tám, rồi thì 28 đã dựng đứng luôn rồi. 28 buổi trưa này, 28, 82 thì lọc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. 28, 82 quậy luôn. Hôm nay thì trời rất là êm tại đây này. Đó. Không có một hột gió nào. Rồi. Thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này cho cô chính và các vị âm binh ở đây tại đây này hiển linh và linh thiêng cũng như phù hộ độ trì ngày hôm nay. Thì có lọc tài lễ nơi cô chính linh thiêng tại này. Đó.
Thì hôm nay trời rất là êm, không có một hột gió nào. Rồi, ba sắp tiền nghi vàng bạc này để cũng như trà lễ, cũng như nho nhỏ này đem đến lòng thành. Rồi thì trời hôm nay đã rất êm, thì không có hiện tượng, và cũng như ngày hôm nay trứng vẫn còn đứng nghiêng đó, thì có đọc tài lễ nơi cổ chính tại đây này đó. Rồi thì quý vị nào chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi của tôi quy đề lọc này. Thì hôm nay cô chính cũng đã nói lên sự tiếng ghê này. Ôi, điếu thuốc tàn mà không không rớt này, ghê đó. Điếu thuốc tàn tàn mà không rớt cái ngọn này ngày hôm nay đó, quá trời luôn. Rất là kỳ diệu, điếu thuốc gần tàn hết mà không rớt ra, rất kỳ diệu thế này này. Thì ngày hôm nay cũng đã tới đây để tạ lỗi cũng như khẩn cầu đã xong, thì tôi sẽ tắt đèn đi về rồi.